Xin kính chào quý nhà đầu tư. Tôi là Đặng Trần Phục đến từ bộ phận quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Kinh tế của chúng ta đang phát triển mạnh mẽ. Người dân ngày càng có tiền dôi dư và kênh đầu tư chứng khoán đang và sẽ trở thành xu hướng đầu tư tất yếu tại Việt Nam. Vậy liệu thị trường chứng khoán Việt Nam có thực sự hấp dẫn để đầu tư hay không? Thì theo chúng tôi, thị trường chứng khoán Việt Nam như một thiếu nữ đẹp tuổi mới đôi mươi. Nguyên nhân vì ba lý do sau. Lý do thứ nhất, GDP của Việt Nam tăng trưởng có thể đạt 5% đến 7% trên năm trong 10 năm tới. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển tốt. Và các doanh nghiệp chính là thành tố chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ hai, các doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam đa phần đã đều niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán rồi. Thứ ba, tính trung bình VN Index tăng trưởng 14,5% trên năm từ năm 2000 đến nay, gấp 1,5 lần lãi gửi ngân hàng ấy. Tiếp theo, tuy thị trường chứng khoán hấp dẫn đến như vậy, nhưng có một thực tế trên thị trường chứng khoán là rất phũ phàng. Đó là 95% nhà đầu tư thua lỗ. Vòng quay trung bình một nhà đầu tư đâu đó chỉ khoảng 2 năm. Và người chiến thắng trên thị trường chứng khoán là ai? Thì theo chúng tôi nghiên cứu, thấy rằng đó là gồm 3 nhóm như sau. Nhóm thứ nhất chính là chủ các doanh nghiệp. Thì có thể thấy ở Việt Nam hiện nay đang ngày càng nhiều các chủ doanh nghiệp trở thành tỷ phú đô la nhờ thị trường chứng khoán. Thứ hai đó là các quỹ đầu tư chuyên nghiệp có chuyên môn cao và họ là những người chiến thắng ở trên thị trường này. Và thứ ba là chỉ có khoảng 3% nhà đầu tư cá nhân mạnh nhất ở trên thị trường chứng khoán mới có thể chiến thắng. Như vậy, nếu nhìn vào các con số thống kê, chúng ta có thể thấy rằng đầu tư chứng khoán không khác nào tự sát. Vậy, nguyên nhân vì sao mà đa phần nhà đầu tư lại thua lỗ như vậy? Thì chúng tôi rút ra được hai nguyên nhân như sau. Nguyên nhân thứ nhất đó là kiến thức đầu tư của nhà đầu tư còn rất hạn chế. Nguyên nhân thứ hai là nhà đầu tư cơ bản chưa có một chiến lược đầu tư phù hợp. Vậy chúng ta chỉ chiến thắng khi nào? Thứ nhất, chúng ta chỉ chiến thắng khi xây dựng cho mình được một chiến lược đầu tư phù hợp và hiệu quả lâu dài. Và thứ hai là nhà đầu tư cần phải học hỏi và nâng cao kiến thức đầu tư liên tục để có thể trở thành top 3% nhà đầu tư giỏi nhất để có thể chiến thắng trên thị trường chứng khoán này. Và chính vì lẽ đó, hôm nay tôi đại diện cho bộ phận quản lý tài sản trình bày với quý vị và các bạn một chiến lược đầu tư khá hiệu quả, đó là chiến lược đầu tư theo cổ tức. Nội dung chính hôm nay gồm có 4 phần như sau. Trước tiên là kết quả đầu tư theo cổ tức như thế nào. Thứ hai là tại sao đầu tư theo cổ tức là một chiến lược đầu tư tốt. Thứ ba, triết lý đầu tư nhận cổ tức tại VN Direct ra sao. Và cuối cùng thứ tư, làm thế nào để quý vị có được cái danh mục đầu tư cổ tức một cách hiệu quả nhất. Trước tiên là theo kết quả đầu tư cổ tức thì từ năm 2014 đến nay, tức là hơn 5 năm, thì chiến lược này mang lại cái lợi nhuận khoảng độ 165%. Trong khi đó, chỉ số VN Index cũng tăng có hơn 50% mà thôi. Thì chúng ta có thể thấy lợi suất từ đầu tư cổ tức vượt trội so với thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp theo, tại sao đầu tư cổ tức là chiến lược đầu tư tốt? Thì chúng tôi nghiên cứu và đưa ra 5 lý do như sau. Lý do thứ nhất đó là lãi ngân hàng ngày càng có xu hướng thấp, gửi ngân hàng ngày càng kém hấp dẫn hơn. Nếu như ở Việt Nam quý vị có thể chưa thấy rõ ở thời điểm hiện tại, thì quý vị có thể nhìn qua các cái nước phát triển và nhận thấy rằng ở các nước đó lãi suất về cơ bản rất thấp, thậm chí về gần không, và thậm chí có những nước lãi suất còn âm như ở Nhật Bản và châu Âu. Do đó, cái xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán của nền kinh tế là tất yếu. Vì thế ở Việt Nam lãi suất trong tương lai có thể giảm về mức rất thấp. Khi đó thì gửi ngân hàng sẽ rất khó có thể mang lại lợi nhuận tốt cho quý vị trong tương lai. Và thứ hai, danh mục đầu tư cổ tức thì mang lại cái nguồn thu nhập khá ổn định và tương đối cao cho quý vị. Thứ ba là cổ phiếu là những khoản đầu tư được đảm bảo giá trị rất tốt. Bởi vì về cơ bản đa phần các doanh nghiệp khi có lạm phát thì họ có hoàn toàn có thể chuyển vào giá của hàng hóa để chuyển về phía người tiêu dùng. Do đó, đầu tư cổ phiếu là một cái khoản đầu tư được đảm bảo giá trị. Thứ tư, đó là có thể hưởng lợi nhuận kép nếu như lãi suất giảm mạnh. Thì khi lãi suất giảm mạnh
thì không những chúng ta chỉ nhận được cổ tức từ danh mục này mà chúng ta còn nhận được đó là sự tăng giá. Do lãi suất giảm mạnh thì định giá của thị trường chứng khoán sẽ tăng cao. Và thứ năm, chúng ta còn có thể hưởng lợi ở trên cả ba khía cạnh. Nếu lãi suất vừa giảm mà tăng trưởng của doanh nghiệp vẫn còn, thì trong cái danh mục cổ tức này, nếu mà doanh nghiệp vẫn còn tăng trưởng thì tiềm năng tăng giá của cổ phiếu cũng rất cao. Bởi vậy cho nên nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ cả ba khía cạnh. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng danh mục đầu tư cổ tức giúp chúng ta xây dựng được một cái nguồn thu nhập thụ động, ổn định và ít rủi ro trong tương lai. Và chúng ta cùng điểm qua một số cái cổ phiếu riêng lẻ mà có cổ tức cao mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư, như cổ phiếu FPT chẳng hạn. Thì cổ phiếu này có cái mức tăng giá gấp khoảng gần 4 lần so với chỉ số VN Index từ năm 2012 đến nay. Hay là cái cổ phiếu PPC của công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại cũng vậy. Nó mang lại lợi suất cao gấp những 6 lần so với đầu tư vào VN Index ạ. Hay là cái cổ phiếu RE, cổ phiếu niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thì nó cũng mang lại cái lợi suất gấp 4 lần so với đầu tư vào cái chỉ số VN Index. Vậy thì triết lý đầu tư nhận cổ tức tại VN Direct chúng tôi như thế nào? Thì chúng tôi xây dựng danh mục đầu tư tạo ra cái nguồn tiền từ cổ tức cao dựa trên cơ sở các doanh nghiệp chất lượng tốt và rủi ro thấp. Vậy thì các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu cho danh mục cổ tức của chúng tôi gồm những tiêu chí nào? Thì chúng tôi đưa ra 5 tiêu chí để xây dựng cái danh mục của mình như sau. Tiêu chí thứ nhất là ngành nghề chúng tôi chọn thì là phải là ổn định hoặc là có tăng trưởng trong tương lai. Tiêu chí thứ hai đó là đặc thù kinh doanh của các cái doanh nghiệp này thì mang lại dòng tiền lớn và ổn định. Tiêu chí thứ ba là doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững để có thể duy trì cái khoản cổ tức hay là tăng trưởng cái khoản cổ tức cho cái danh mục đầu tư của chúng ta trong tương lai xa. Và thứ tư, chất lượng quản trị công ty phải tốt. Thực tế cho thấy chỉ có một cái công ty có chất lượng quản trị công ty tốt thì cổ đông mới được cái hưởng lợi nhuận một cách bền vững và lâu dài. Và tiêu chí thứ năm đó là tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu cao hơn so với mức lạm phát. Ví dụ như lạm phát ở Việt Nam năm 2020 khoảng 4% chẳng hạn, thì cái tiêu chí lựa chọn của chúng tôi là cổ tức của cổ phiếu đó tối thiểu phải cao hơn 4%. Và vậy thì làm thế nào để quý vị nhà đầu tư có được một cái danh mục đầu tư hiệu quả cao? Tại VN Direct chúng tôi cung cấp cái danh mục đầu tư theo chiến lược cổ tức đã được kiểm chứng là hiệu quả vượt trội so với các cái kênh đầu tư như kênh đầu tư gửi lãi ngân hàng, kênh đầu tư vàng ngoại tệ, hay là cao hơn so với cái chỉ số trung bình của thị trường chứng khoán Việt Nam chính là VN Index rất nhiều. Và cái danh mục đầu tư cổ tức mà VN Direct cung cấp thì đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư theo cái trường phái ăn chắc mặc bền. Trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về cái chiến lược đầu tư cổ phiếu nhận cổ tức. Chúc quý vị và các bạn tìm ra được một cái kênh đầu tư hiệu quả cho mình. Xin chào quý vị và các bạn.